ăn chậu mà nó có trái nè các bạn, có ba trái bưởi thật là bự luôn, bưởi thật bự luôn á nha, mà trái đèo đâu nè, được ba trái. Đây cái gốc bưởi nằm ở trong chậu nè. Cái bữa này ở phía sau cái này mình kêu bằng cây gì vậy thầy? Quýt Thái. Cái trái nó lạ nè, các bạn thấy không, nó dài nè đó, trái nó nhìn rất là lạ luôn nè. Nè cái trái dài nè, các bạn thấy không? À, đây là cây quýt Thái nha. Nè, đây không thấy thầy luôn. Quá trời đông. Mà là ở trên là có một cái buồng chuối. Có mấy quầy mà nó. Nhưng mà đặc biệt là dưới gốc nó chỗ lên một cái buồng nè. Các bạn nhìn thấy cây chuối đặc biệt không? Ở dưới chân nó chỗ ra một cái bắp nè. Ha. Ở chùa Giác Thiên nha các bạn. Cái cao lên trên. Cao lên trên nè ha. Ngay đây có một cái buồng chuối. Đây, đặc biệt rất là đặc biệt thôi, thấy không? Nào buồng chuối nè ha. Đây dưới gốc chỗ ra một cái buồng. Đó, rất là đặc biệt các bạn thấy không? Đó. Ngay gốc chuối luôn nè, mà cái gốc chuối này nó cũng có mấy cái cây chuối con này nha các bạn. Bên đây là một cái gốc chuối là chỗ buồng nè. Ở trên cao là một cái buồng chuối. Thank you.
các bạn ơi, hôm nay đi về vườn thăm mấy cây thanh trà, phát hiện mấy cái cây bình bát trái quá trời, nó cũng nó chín nè. Trời ơi, cái màu trái bình bát nó chín vàng lườm ngon quá nè các bạn ơi. Đây, trái bình bát chín nha. Ngồi đây mà nghe thơm phức luôn á các bạn. Mấy cây bình bát này tốt ghê luôn, trái nhiều quá chừng luôn. Không biết là ở trên thành phố người ta có mua trái bình bát không, chứ ở vườn là cái trái bình bát là ít có thấy bán lắm các bạn.